Đức Huy và vợ kém anh 44 tuổi cắt giảm chi tiêu, tự làm trà đi tóc thay vì mua và hài lòng với lối sống thắt lưng buộc bụng. Cuộc sống bình thường mới của anh tại thành phố Hồ Chí Minh ra sao? Những ngày đầu ra đường, rạo bước trên các con phố cũ, tôi thấy vừa quen vừa lạ. Dù đã được tiêm đủ hai mũi vaccine, tôi chưa lấy lại được tâm trạng như cũ, có lẽ do đã quen với nhịp sống chậm của thời giãn cách. Tôi xem những tháng vừa qua là cơ hội để bản thân cân bằng những trên trao của cuộc sống trước đây. Một thời gian dài, tôi bị cuốn theo cơm áo gạo tiền, những dịp cuối tuần không đủ để bù đắp cho vợ và các con nhỏ. Vợ chồng tôi và con gái gần 4 tuổi đang sống trong một căn hộ nhỏ tại quận 8. Con trai lớn, bé Vinh Sơn, kẹt ở nhà người quen tại Lâm Đồng suốt 6 tháng qua vì dịch. Ngày nào tôi cũng gọi video để cập nhật cuộc sống của bé. Con buồn vì xa bố mẹ đã lâu mặt khác cũng quyến luyến cuộc sống thôn quê với các bạn cùng trang lứa. Ban đầu, vợ chồng tôi khá lo vì bé còn nhỏ, nhưng thống nhất xem đây là dịp để con có trải nghiệm đầu đời. Thời gian xa cách khiến gia đình tôi trân trọng hơn những dịp được có nhau đủ đầy. Dịch bệnh ảnh hưởng đến gia đình anh như thế nào? Tôi bị giảm thu nhập khi không còn ngồi ghế giám khảo, tham gia các sâu ca nhạc. Có điều từ lâu, chúng tôi đã học cách sống thắt lưng buộc bụng, không mua cầu nhiều nên chưa bao giờ thấy thiếu thốn vợ chồng tôi cắt giảm tối đa các khoản chi hạn chế đặt đồ ăn ngoài ở nhà thư vợ tôi lo chuyện đi chợ bếp nút cô ấy học cách tự nấu các món chồng thích như mì quảng bún bò huế cũng toàn món khó không đấy cười vợ chồng tôi còn tự làm tinh chất dầu dừa vì thường xuyên sử dụng trong chế độ ăn thanh lọc cơ thể một thời gian thấy cuộc sống có phần chật vật vợ chồng tôi dự định bán hàng online suy đi tính lại tôi gạt ngang bảo vợ rằng thôi, mình có gì ăn nấy. Tôi nghĩ, nếu vợ tập trung vào buôn bán, tính tình, tư duy thay đổi, cuộc sống có khi càng thêm căng thẳng. Tôi vẫn còn khoản lương hưu ở Mỹ, nhưng thú thật, con số ấy quá nhỏ bé so với bạn bè đồng trang lứa bên đấy. Tôi bằng lòng với hiện tại, không có nhu cầu đi đây đi đó, ở khách sạn năm sao hay khoe xế sang, nhà cao cửa rộng. Anh tìm niềm vui trong giai đoạn khó khăn ra sao? Chúng tôi gắn kết hơn về tinh thần. Nhiều tháng qua, tôi tìm được sự an bình bằng cách chủ động tránh xa những thị phi ồn ào. Vợ chồng tôi ngưng sử dụng Facebook vì quan niệm mạng xã hội đa phần là nơi để chủ nghĩa cá nhân và những giá trị ảo lên ngôi. Gia đình tôi cũng gần như không dùng TV, chỉ thi thoảng bật phim hoạt hình đã chọn lọc cho con xem. Việc làm bố ở tuổi ngoài 70 cũng khiến tôi như trẻ lại, tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Vài tháng qua, con gái không được ra đường dù đang độ tuổi chạy nhảy, Thế là tôi trở thành máy bay, xe lửa cho con, những lúc đồ chơi hư, tôi làm thợ sửa. Tôi đến, tôi là người dọn chăn gối, hát ru cho con ngủ. Tiếng cười con trẻ trong nhà là liều thuốc xua tan mọi lo âu, dù vợ chồng tôi mệt mỏi đến đâu. Tình cảm vợ chồng được anh hun đúc như thế nào? Dịch bệnh khiến người ta ở nhà suốt ngày, dễ sinh bức bối. Biết thế, tôi luôn dặn vợ hãy quan tâm đến cảm xúc của nhau. Thấy người kia có vẻ bực dọc hoặc trầm tư, đừng vội kết luận tính cách họ thay đổi hoặc muốn gây sự, mà có thể họ đang bị tác động vì những thông tin tiêu cực, hoặc đơn giản là ăn uống khó tiêu. Chặng đường đi cùng nhau lúc nào cũng sẽ có những đoạn mấp mô. Nhờ cảnh giác trước về ổ gà, chúng tôi tránh được những cú hụt, ngã. Nhiều người thường hỏi tôi, vợ chồng cách nhau đến 44 tuổi thì làm sao để đồng điệu? Tôi thấy bản thân hiện còn lãng mạn hơn ngày mới cưới, luôn hôn vợ trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy tôi trân quý sự hiện diện của vợ trong cuộc đời mình